Katy Perry bỏ mặt bài hát mới không thèm quảng bá, điều chưa từng xảy ra trước đó. Vừa qua, Katy Perry, nữ siêu sao nhạc pop từng làm điên đảo thị trường âm nhạc vào những năm 2010, đã tiếp tục có những động thái quảng bá nhạc đầy rối rắm, làm người hâm mộ cảm thấy khó hiểu. Cụ thể, cô ra mắt Cry About It Later, một ca khúc trong album mới Smile với phiên bản remix cùng hai nghệ sĩ Latin khác là Lucia Sonza và Bruno Martini. Điều đáng nói ở đây là Katy Perry, người từng có rất nhiều chiêu trò để gây sự chú ý cho ca khúc mới ở những album trước, nhưng lần này lại không hề thông báo một tiếng nào về ca khúc mới này hay chạy chiến dịch quảng bá, thậm chí book quảng cáo gì cả. Tất cả trách nhiệm của nghệ sĩ chính thực hiện ca khúc dường như không thấy đâu. Cô để cho hai nghệ sĩ hát phụ là Luisa và Bruno Martini toàn bộ áp lực đẩy doanh thu ca khúc lên trên các bảng xếp hạng nhạc số lúc này. Đứng trước một hành động khó hiểu như thế này từ thân tự mình, Katy Cat, tên cộng đồng người hâm mộ của Katy, không còn cách nào ngoài lên tiếng chỉ trích ekip quảng bá của nữ nghệ sĩ với những hoạt động quảng bá có hơi cồng kềnh thời gian gần đây. Nhìn lại cả một giai đoạn album mới Smile này, phải thành thật chính người ngoài cuộc còn không hiểu Katy Perry đang làm gì với sự nghiệp của mình. Ra mắt đột ngột không báo trước, không quảng bá, không lên tiếng gì, làm cả một series phim hoạt hình, quảng bá cho album nhưng cũng không gây được tiếng vàng đáng kể. Các đĩa đơn được ra mắt loạn cao cao, không xem xét thời điểm kỹ lưỡng. Rất nhiều những vấn đề ở khâu quảng bá ở album lần này đều chưa từng xảy ra ở những album trước đó, không khỏi làm người hâm mộ hốt hoảng và lo lắng về những dự định sắp tới của thần tượng mình, vì cô làm mọi thứ như thể đang xoay người hâm mộ như cái chòng chóng vậy. Đáng ra, sau sự thất bại của album trước Whisnit, Katy Perry cùng ekip của mình phải cẩn thận hơn với album này vì có thể sẽ là cách cứu vãn lại ánh hào quang của Katy. Nhưng những gì người hâm mộ thấy chỉ là Katy Perry đang thật sự làm trò hề nhiều chủ đề hệ xiết trên bìa album Smile mà cô định hướng theo. Nhiều ý kiến còn nghi ngờ rằng Katy Perry đang cố tình làm như thế để cho khuấy lại các nhà phê bình, các giải thưởng âm nhạc hay giới mộ điệu bằng cách biến mình theo những lời ghét bỏ họ đã quăng vào cô ngày trước. Ra sao đi nữa, Katy Perry cũng nên cẩn thận hơn với những quyết định của mình vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp đang ở bên sự dốc của cô. Bên cạnh đó, cũng không ai lại để mình là nghệ sĩ chính trong một bài hát, nhưng hai nghệ sĩ phụ mới là người gồng gánh quảng bá cho ca khúc của mình. Ai chứ người hâm mộ của Katy cũng đang cảm thấy nản lắm rồi. Trước khi hạnh phúc bên Orlando Bloom như hiện tại, Katy Perry và tài tử người Anh từng lục đục rồi chia tay vào năm 2017. Chính trục trặc tình cảm và áp lực công việc đã khiến ngôi sao nhạc pop nghĩ đến cái chết. Katy Perry thừa nhận bản thân từng rất căng thẳng, áp lực rồi vụn vỡ, sụp đổ vì biến cố trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Thế rồi, cô nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng may mắn thoát khỏi ý định cực đoan ấy. Trải qua khoảng thời gian đầy căng thẳng, Katy Perry nhanh chóng nối lại tình xưa với Orlando Bloom, rồi được tài tử cướp biển vùng Caribbean cầu hôn vào tháng 2 năm 2019, trước khi lên kế hoạch đám cưới và chuẩn bị đón con đầu lòng. Trước đó, cặp sao dự định tổ chức đám cưới tại Nhật Bản vào mùa hè năm 2020, nhưng đành tạm gác lại vì dịch Covid-19. Trải qua một lần tan rồi hợp, Katy Perry thừa nhận cô và chồng sắp cưới không thực sự hòa hợp trong cuộc sống, nhưng cả hai luôn nỗ lực để đối phương trở nên tốt hơn.